Vì các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần khay SIM của ASUS ZFS Fold 2. Nó được gắn chết trên bo mạch chủ của máy. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM của điện thoại ASUS ZFS Fold 2, lỗi hỏng, nhận SIM lúc được lúc không, chập chờn, cần một địa chỉ thay mới, khắc phục nhanh các lỗi sự cố liên quan phần khay SIM của điện thoại ASUS ZFS Fold 2. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động cao cấp chấm em tất cả linh kiện trên ASUS ZFS Fold 2 nói chung và phần khay SIM của máy nói riêng tới mới với các bạn khi cần. Như các bạn chỉ cần cầm máy qua cái địa chỉ của di động cao cấp chấm em, chúng tôi tiến hành thay mới, khắc phục nhanh các lỗi sự cố trên ASUS ZFS Fold 2 quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới khay SIM, sửa lỗi không nhận SIM trên điện thoại ASUS ZFS Fold 2, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên từ di động cao cấp chấm em tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại ASUS ZFS Fold 2 Hà Nội này.